Hello anh em nhé, cảm ơn anh em trở lại với kênh YouTube của Duy nhé. Ngày mới thì chúc tất cả anh em thật là vui vẻ nhé. Hôm nay mình sẽ làm lại cái clip về hướng dẫn anh em cách tạo tài khoản iCloud nha anh em nhé. Đây, bây giờ mình sẽ tạo trên con iPhone 11 Pro Max này. Đó. Bây giờ mình sẽ tạo thử cho anh em xem nó báo lỗi gì nha anh em nhé. Và hiện tại Apple nó đang làm cái vấn đề tạo tài khoản này rất mấy hôm nay là không thể tạo được. Đó. Và hôm nay mình tiện mình làm cái clip để chia sẻ cho anh em cách tạo luôn nhá. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ tạo cho anh em xem này. Bây giờ kể cả anh em có dùng máy nào đi cũng có không thể bao giờ tạo được cả. Kể cả dùng iPhone 6 hay 6 Pro Plus hay 14 Pro Max hay 15 Pro Max, nói chung là sẽ không tạo được đâu. Đó. Mình không biết là Apple nó đang làm cái gì bảo trì hay làm cái gì, nhưng mà hiện tại là nó đang không thể tạo được. Và hôm nay mình sẽ làm cái video để hướng dẫn anh em cách tạo cách mới nhất 2025 nha anh em nhé. Đó. Đây anh em. Bây giờ mình sẽ tạo lại cho anh em này. Bây giờ mình sẽ tạo cho anh em xem nó có báo lỗi như nào. Một là lỗi không thể liên hệ iTunes này, hoặc là không thể tạo tài khoản ngay lúc này này. Đó. Bây giờ mình sẽ. Đây, chờ mình tí này. Đó, anh em cứ làm theo cách của mình là ok, thành công 100% nhé. Từ đời thấp đến đời cao này. Đó, anh em xem này. Đây, nó bảo là không thể tạo tài khoản ngay lúc này. Đó. Đó. Bây giờ nhiều người tạo đến đây không biết gì cứ nhắn tin cho mình bảo là anh ơi hướng dẫn tạo đi. Ok, hôm nay mình sẽ làm cái video để hướng dẫn anh em cách tạo, cách fix lại cái lỗi này nhá anh em nhá. Đó. Bây giờ anh em thoát trở lại hết cho mình này. Đó. Bây giờ anh em sẽ đây, bây giờ mình sẽ cho anh em xem lại con 11 Pro Max này, iOS 18.1.1 này. Đó. Bây giờ anh em sẽ phải là reset trắng máy con máy này đi, đó. Thì anh em mới có thể là tạo được. Bạn nào những máy đời thấp, ví dụ iPhone 6S, 6S Plus bị dính iCloud chẳng hạn. Anh em không reset được đâu nhá. Đó, nhớ nhiều máy bypass đấy thì nên là anh em không nên, khuyến khích anh em là không nên dùng theo cách này. Anh em nếu mà anh em đã tin tưởng chiếc máy này không có iCloud ẩn thì anh em mới sử dụng theo cách của mình, không thì anh em phải dùng cách khác nha anh em nhé. Đó, phần này mình sẽ đặt lại này. Đó, mình sẽ tua nhanh đi cho anh em để anh em tránh mất thời gian chờ đợi này. Đó. Đó, anh em cứ reset thôi, xong reset lên xong anh em tạo luôn ở cái bước hello cho mình là auto thành công 100% nha anh em nhé. Còn anh em đừng kích hoạt vào rồi anh em mới tạo thì không 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 tạo được đâu. Đó. Cái bước ngoài kích hoạt ấy anh em có thể tạo luôn thì mới được. Áp dụng là tất cả các máy luôn nha anh em nhé. Đó. iPhone 6 chẳng hạn, anh em nếu mà iPhone 6 anh em tự tin là chiếc máy này không có iCloud thì anh em hãy cũng sử dụng như cách của mình này. Còn nếu mà máy nào dính iCloud ẩn ấy thì là anh em không nên dùng nhá. Đó. Đây. Máy mình đã kích hoạt thành công rồi. Đây bây giờ mình sẽ kích hoạt cho anh em xem này. Đó, Việt Nam này. Đó, anh em chờ tí này để nó kích hoạt này. Đó, anh em vẫn tiếp tục này. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Đó, anh em kết nối wifi cho nó nhé. Đây, mình chờ một tí, mình kết nối wifi này. Anh em kết nối wifi anh em rồi, anh em kích hoạt lên nhé. Đó, cái bước này gọi là nếu những máy nào bị dính iCloud ẩn thì là máy sẽ kích hoạt, sẽ báo hiện iCloud nhé. Còn nếu mà máy nào không có iCloud thì nó sẽ kích hoạt được. Đó. Đây anh em chờ. Đây, nó như này là không có iCloud nha anh em nhé. Đó, anh em thiết lập cho chính tôi này. Anh em thiết lập sau này. Tùy chọn mật mã này, không sử dụng mật mã này. Đây, cái bước này rất là quan trọng nha anh em nhé. Anh em đây, anh em tạo luôn ở ngoài đây nha. Anh em ấn vào bạn quên mật khẩu này, tạo tài khoản ID Apple miễn phí này. Đó. Anh em ấn vào cái dòng
tạo tài khoản ID Apple miễn phí đây cho mình này. Đó, để mới có thể tạo được nhá. Anh em kích hoạt vào thiết lập sau trong cài đặt là không có thể tạo được đâu. Đó. Bây giờ anh em sẽ nhập tên của anh em vào nhá. Bây giờ mình sẽ nhập tên Duy này. Rồi nhập mobile này. Đó, nhập cái tên như kênh YouTube mình luôn. Đó, anh em chỉnh ngày sinh, ngày tháng năm sinh của anh em lại nhá. Đó, mình cứ để 98 đi. Đó, phần này anh em ấn vào bạn không có địa chỉ email này. Ai có địa chỉ email thì anh em nhập vào. Còn mình không có địa chỉ email thì mình tạo bằng iCloud luôn. Đó, bây giờ mình sẽ nhập này. Đó, anh em ấn tiếp tục này, tiếp tục này. Đó, phần này mật khẩu anh em nhập vào nhé. Đó, phần này mình sẽ che lại nha anh em nhé. Đó, nói chung là tránh lộ thông tin của cá nhân của mình. Đó, và bạn nào có nhu cầu sửa máy hoặc là bypass phá iCloud thì có thể liên hệ cho mình nhé. Facebook, Zalo mình để ở phần mô tả của video. Đó, hỗ trợ anh em hết mình luôn. Đó, anh em ấn tiếp tục này. Rồi anh em xấu điện thoại này. Anh em ấn tiếp tục này. Phần này máy nó chưa kích hoạt được ấy, anh em sẽ không nhận được mã. Một, anh em lắp sim này sang điện thoại khác để lấy mã, hoặc là không, anh em ấn vào bạn không nhận được mã xác minh này, xác minh sau này. Đó, anh em ấn tiếp tục này. Đó, anh em ấn đồng ý này. Đó, như này là tạo thành công nha anh em nhá. Đó, không phải nó sẽ không báo lỗi không thể tạo tài khoản ngay lúc này nữa. Anh em có thể là tạo luôn được. Đó. Đây, bây giờ anh em ấn tiếp tục này, kích hoạt như bình thường thôi. Đó. Đó, bây giờ này, vuốt lên này. Đó, bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem nhé. Đây này, Duy Mobile này. Đây, bây giờ mã nó đã về rồi. Nhưng mà mình không thể vào được. Đó, xong anh em vào đây, anh em xác minh sau nhé. Anh em ấn vào xác minh nó này. Đó, anh em ấn vào nhưng mà tài khoản này, đây. Tài khoản nãy mình vừa tạo đây. Đó. Anh em không cần là vào thẳng tạo đâu. Đó, đây chiếc iPhone 11 Pro Max này, nó iOS 18.1 này. Đó, bây giờ anh em muốn tải được thì anh em phải xác minh cho mình cái App Store thì anh em mới có thể là xác minh được nhá. Đó. Đây anh em chọn để anh em tải một ứng dụng bất kỳ này. Xong anh em xác minh này mới có thể là tải được nhá. Đó, phần này mình sẽ hướng dẫn anh em xác minh luôn này. Đó, anh em nhập một cái mật khẩu của anh em vào này. Đó, phần này mình sẽ che lại này. Đó, anh em nhập mật khẩu rồi anh em đăng nhập này. Đó, anh em ấn xem xét này. Đó, anh em chờ tí nó load ra này. Đó, anh em ấn đồng ý nhá. Rồi anh em ấn tiếp theo này. Đây, nó ra như này. Anh em ấn dòng không kia nhá. Rồi anh dòng đầu tiên anh em nhập bất kỳ này. Dòng thứ hai anh em cũng nhập bất kỳ. Dòng thứ ba cũng thế. Dòng thứ tư anh em nhập cho mình 6 số này. Đó. Nhập cứ nhập như mình là được. 84 rồi. Rồi anh em cứ nhập 1 đến 9 thôi. Đó, anh em không cần đâu, anh em cứ ấn tiếp theo đi là nó khác được. Đó, đã hoàn tất tài khoản ID Apple này. Đó, bây giờ anh em có thể tải được rồi nhá. Đó. Nhiều người người ta tạo xong người ta hay quên cái bước cả xác minh nên là cứ nhắn tin cho mình bảo anh ơi không tạo được. Nói chung là cái đấy là các bạn chưa xác minh thôi. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ tải ứng dụng cho anh em xem này. Đó, nó hỏi này, yêu cầu sau 15 phút này. Để anh em có thể tải này. Đó. Và cách này mình sử dụng rất nhiều rồi. Nên là thành công 100% luôn nha anh em nhé. Đó, xong mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Đó, bạn nào chưa biết thì đón xem video mới nhất của mình nhé. Đó. Rồi. Video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc nhá. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình này.